Nếu như vô tình nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Và chủ đề của trải bài Tarot hôm nay là: nếu như bạn buông bỏ mối quan hệ này, thì tương lai và cuộc sống của bạn sẽ ra sao? Kết quả có tốt đẹp hay không? Và mình xin kết nối năng lượng cùng các bạn. Xin trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Và xin kết nối năng lượng cùng các bạn đã xem trải bài. Đầu tiên, các bạn có lá bài Sự Thức Tỉnh. Và lá bài thứ hai, các bạn sẽ có lá bài trong bộ ấn chính, đó là lá bài Thần Chết. Và lá bài cuối cùng sẽ là một lá bài rất là ngẫu nhiên, đại diện cho kết quả có tốt đẹp hay không. Thì ở đây, các bạn cũng sẽ có một lá bài thuộc bộ ấn chính luôn, đó chính là Nữ Tử Tế Tối Cao. Lá bài đầu tiên đại diện cho nhận thức của bạn trong mối quan hệ này. Ở đây có dấu hiệu là các bạn đã không cho mình có thời gian hoặc không gian để suy nghĩ đầy đủ về vấn đề của mối quan hệ của hai bạn. Nó khiến cho các bạn có thái độ là chỉ trích về những hành động của đối tác và những hành động của mình. Bạn không có sự tha thứ để tiến về phía trước, bởi vì bạn thấy là mình không có thoát khỏi những cái thói quen thường cuộc sống hàng ngày để có thời gian dành để suy ngẫm về cuộc sống của mình. Bạn nghi ngờ mọi thứ, bạn phán xét bản thân, phán xét luôn mối quan hệ, phán xét luôn cả họ. Điều này khiến cho bạn bỏ lỡ đi những cơ hội mà tình yêu có thể đơm hoa kết trái. Động lực trong tình yêu của bạn cũng mất đi. Điều này khiến cho các bạn trở nên thận trọng quá nhiều về cái mối quan hệ này. Do đó, bởi vì bạn quá tập trung vào những sai lầm, mà tập trung càng nhiều về tiêu cực thì tất nhiên cái tiêu cực nó càng lớn. Nếu như các bạn chịu ngồi xuống ngẫm nghĩ về mối quan hệ này, bỏ đi những cái lời chỉ trích của bạn về đối tác, về mối quan hệ, đây là lúc bạn phải cân bằng tất cả mọi việc, thấy lỗi ta ở đâu, lỗi người ở đâu. Có thể cái điều này sẽ khiến bạn không được vui lắm, tại vì mình phán xét mình xem mình đúng không đúng, mình xem mình có tội không tội trong cái mối quan hệ. Không ai làm được hết các bạn. Nhưng mình vượt qua được cái chuyện này thì mình mới thực sự có một mối quan hệ, một tình yêu thực sự là lành mạnh. Bởi vì ai mà không sai các bạn? Bạn có đảm bảo mình đâu phải thánh nhân đâu, mình không sai. Chúng ta sẽ lỡ lời nè, hành động nè, suy nghĩ nè, những lời nói làm tổn thương người ta mình không biết. Và dấu hiệu khi lá bài này xuất hiện thông báo rằng các bạn phải thực sự cần thỏa hiệp và tiết chế lại cảm xúc của mình để chúng ta có những cái cuộc nói chuyện cho hai bạn mở rộng tầm mắt về tình huống của mối quan hệ, nhìn nhận nó một cách rõ ràng hơn nhất có thể. Bây giờ có một số câu hỏi các bạn phải đặt ra trước khi bạn quyết định buông hay không buông người này. Thứ nhất, bạn có phủ nhận cái sự đóng góp của người yêu bạn trong mối quan hệ này không? Và bạn đã từng hạnh phúc trong mối quan hệ trước kia phải không? Bạn có thiếu thứ gì? Và thái độ của bạn trong tình yêu là như thế nào? Bạn có lị tình quá không? Hay là bạn cao ngạo? Hay là bạn không quan tâm đến họ? Bạn hay phán xét hay đúng sai? Hay đổ lỗi, trách móc? Cái điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn như thế nào? Trước khi bạn quyết định buông bỏ, bạn phải nhìn nhận chính bản thân của mình, xem là mình có phần nào trong mối quan hệ này không? Cái mặt tối của mình là cái gì? Đây là lúc bạn phải đối mặt với sự thật để nó có thể giải phóng bạn ra khỏi mối quan hệ hoặc là giúp cho bạn có thể gắn kết lại với người này. Yêu cầu bạn phải nhìn một cách trung thực nhất. Mình đừng sợ mình đã đối mặt với mình các bạn. Cái xấu không phải là xấu đâu. Cái xấu giúp cho bạn phát triển hơn, giúp cho bạn có tương lai tình yêu tốt đẹp hơn mà thôi. Lá bài thứ hai đại diện cho tiềm thức của bạn về vấn đề buông bỏ là gì? Ở đây các bạn có lá bài Thần Chết ra ngược. Khi mà nó ra ngược như vậy á, thì bạn đang có một cái sự chống đối từ bên trong của chính mình. Bạn lo lắng là không biết giờ mình bỏ cái người này á, có được hay không? Mà bây giờ mình bỏ rồi mình thay đổi, mình phải làm sao? Mình có tốt đẹp sau này kiếm được người yêu đúng ý không? Bạn bị níu kéo, bạn níu kéo với cái mối quan hệ của bạn. Bạn níu kéo tương lai, bạn níu kéo về quá khứ. Điều này khiến cho bạn không được an tâm, bạn bồn chồn lo lắng. Bạn đang ở trong tình trạng
lấp lửng rất là nhiều. Thật ra, nếu như bạn dành chút thời gian đánh giá lại cách bạn tiếp cận với những thay đổi trong cuộc sống, mình có chịu thay đổi hay không là quan trọng. Khi bạn tạm dừng lại tất cả cái nỗi sợ và những điều ở quá khứ và những điều chưa biết ở tương lai, thì đây là lúc bạn phải tin tưởng rằng mình phải có ánh sáng để mình từng bước thực hiện đúng đắn nhất và tiến về phía trước. Bởi vì cuộc sống nó sẽ vẫn tiếp diễn và cuộc đấu tranh với thời gian, với nỗi sợ của bạn chỉ cho bạn hối tiếc mà thôi. Bởi nhất thiết đây không phải là cái sự kết thúc, mà đây là lời cảnh báo các bạn phải nhìn lại mình. Phải đừng có chống lại sự thay đổi bạn, đừng có sợ thất bại. Tất cả mọi thứ nó đều có nguyên nhân của nó hết. Và lá bài cũng thông điệp với các bạn rằng chính cái sự phản kháng mạnh mẽ về mối quan hệ, tức là tự ghen, ăn tức ở sự ích kỷ và sự lo sợ và sự sợ hãi ở quá khứ và sự lo ở tương lai không biết mối quan hệ như thế nào, nó khiến cho các bạn không có giữ vững tinh thần. Và thái độ của bạn đối xử với mối quan hệ, đối xử với người yêu của bạn không còn lãng mạn nữa. Và có dấu hiệu sự lo sợ này từ đâu ra? Chính là cái sự bạn nô lệ và cảm xúc. Bạn sợ mất đi cái người bạn thương. Bạn phụ thuộc vào mối quan hệ. Mối quan hệ khiến các bạn cảm thấy là mình thương người này quá, bây giờ sao mình sợ hay mất họ quá. Khi mình sợ hãi một cái gì đó, mình sợ mất cái gì đó, tâm lý các bạn sẽ bị ích kỷ. Khi ích kỷ, con người ta xấu xí lắm các bạn. Khi ích kỷ, người ta có thể trở nên hung dữ, người ta có thể nên cáu gắt, người ta có thể nghi ngờ. Mà chính điều này nó giết chết mối quan hệ của các bạn một cách không thương tiếc. Mà thật ra cái mối quan hệ, nếu như các bạn không có niềm tin mà các bạn cứ ghen tuông và sợ hãi vậy á, thì sao các bạn hạnh phúc được? Cái năng lượng bạn tỏ ra là năng lượng ghen tuông và sợ hãi, thì làm sao cái người yêu của bạn người ta thương bạn được? Mình phải tỏ ra năng lượng yêu thương, mình phải tỏ ra năng lượng bao dung, mình phải tỏ ra năng lượng xinh đẹp, mình phải tạo giá trị bản thân. Thì cái năng lượng mình tỏ ra người ta mới yêu mình. Đâu có ai yêu một con quỷ ích kỷ xấu xí sợ hãi ghen tuông đâu các bạn. Người ta yêu công chúa xinh đẹp, kiều diễm, dịu dàng, duyên dáng. Bạn nên suy nghĩ về vấn đề này một cách thấu đáo nhất. Bản thân mình rất thông cảm với suy nghĩ các bạn. Suy nghĩ các bạn không có sai, nhưng mà nó sai trong cách đối nhân xử thế với mối quan hệ với người yêu của các bạn. Bởi vì chúng ta yêu, chúng ta có quyền ích kỷ. Nhưng mà các bạn cứ sống trong cái động lực tiêu cực như vậy thì làm sao bạn gắn kết được mối quan hệ với họ? Yêu thương không phải ích kỷ, yêu thương không phải là ghen tuông, không phải là sợ hãi. Thật sự, đây là bạn có vấn đề về lòng tự trọng. Bạn mặc cảm về bản thân của mình. Những vết thương hồi quá khứ khiến cho bạn lo sợ, bạn cần phải chữa lành. Bạn phải cần một cái người bạn tin tưởng. Nếu bạn không đặt niềm tin thì cũng như mối quan hệ này sẽ không kết thúc. Bạn nên buông bỏ đi. Tại từ khi chúng ta phải tập yêu thương thì các bạn mới yêu thương được. Còn không thì mình nên bỏ. Tại vì có sợ hãi ghen tuông thì kết cục nó cũng không có gì hết. Nó thê thảm thêm thôi các bạn. Bây giờ bỏ đi để mình chữa lành đi. Chứ giờ các bạn cứ năng lượng vậy hoài, mình bảo đảm tính chục người, 20 người, 30 người, các bạn cũng y chang vậy luôn. Nếu như các bạn không có buông bỏ cái cảm giác tiêu cực này, nó thực sự là cái gông xiềng, nó kéo các bạn xuống và làm cho các bạn thất bại hơn trong tất cả các mối quan hệ luôn. Lá bài thứ 3, siêu thức của bạn suy nghĩ về vấn đề buông bỏ và cuộc sống bạn sẽ ra sao. Ở đây các bạn có nữ tử tế cao nhất. Đây là một lá bài đại diện giống như là Đức Mẹ Maria vậy các bạn. Là một cái người có sự thấu hiểu cảm xúc của mình và biết quan tâm đến cảm xúc người khác. Bởi cái sức mạnh là cái sức mạnh điều tiết được cảm xúc. Đây là lúc mà cảm xúc các bạn phải được nhìn nhận một cách sâu nhất. Bởi vì cái năng lượng nữ tính cho bạn, dù bạn là nam hay là nữ, ở đây cần các bạn phải được nâng cao. Do đó, nếu như các bạn cảm thấy khi lá bài này xuất hiện, đã đến lúc bạn phải lắng nghe trực giác của mình. Thay vì bạn ưu tiên trí tuệ và lý trí, lo sợ, lo âu về tùm lum tà la nãy giờ, các bạn phải bỏ qua. Lúc này là các bạn phải để cho cái sự tinh thần của mình nó làm việc. Chúng ta phải tìm qua cái thiền định cầu nguyện, những việc tâm linh.
Các bạn sẽ thấy được rằng khi bạn kết nối với chiều sâu của chính bạn là lúc bạn sẽ tìm ra câu trả lời bạn cần tìm kiếm. Và có dấu hiệu ở đây là các bạn đang bị đam mê với một cái người vượt quá tầm tay. Nó khiến các bạn bị đam mê cuồng nhiệt trong thế giới dục vọng và vật chất. Nếu là nam thì các bạn đang quen thích một cái người nào đó rất là quyến rũ. Còn là nữ thì các bạn đang thích một cái người đem lại cho bạn cái sự ấm áp và mạnh mẽ vô cùng. Cho thấy là cái việc dục vọng ở đây nó khiến cho các bạn bị sợ hãi. Nhưng mà thật ra nếu như các bạn biết lấy năng lượng của nữ tử tế này, là nữ tử tế là cái người biết điều chỉnh cảm xúc, biết kiên nhẫn và tin tưởng vào trực giác của mình, trung thực với những gì là chính họ, với những cái gì của người khác luôn. Bởi vì cái gì che giấu để chúng ta là đẹp, là tốt trong mắt người khác chứ khiến cho các bạn mệt mỏi thôi. Vì cái năng lượng giấu giếm, cái năng lượng mà che giấu nó mệt lắm các bạn. Đây là lúc các bạn phải trung thực nhất, chính là cái điều cần thiết giúp cho bạn và họ có thể trở nên bền chặt. Thật ra nó khuyến khích các bạn phải đưa ra cái mặt sáng của lá bài, đó chính là các bạn sống làm sao mình phải nâng cao cái sự thấu hiểu. Bởi vì mình thấy được rằng không có gì đẹp hơn và không có gì tốt hơn nếu như ta có thể điều chế được cảm xúc của mình, một cái tiềm năng khiến cho mình chấp nhận mọi chuyện trong sự tĩnh lặng. Nếu như bây giờ các bạn á, mình bình tĩnh lại các bạn, mình biết rằng mình có giá trị của bản thân mình, bởi mình phải nâng cao cái sự tự tin của mình. Bạn cứ ở yên đó đi, và bạn biết rằng bạn chính là bạn, bạn là một cái giá trị thực sự là tốt để thu hút cái người đó. Đây là lúc các bạn phải để cho cái bản thân của mình được thực sự là được tự tin. Cái bí ẩn khó đoán trong bạn phải được phát huy một cách 100%. Và thông điệp của lá bài là mong các bạn phải tìm hiểu sâu xa hơn, những cái gì xa vời hơn so với bằng chứng hiện tại mà các bạn nhìn thấy. Các bạn phải biết tách mình ra những cái thứ bề nổi để mình tìm kiếm là mình có bị hiểu lầm người ta không? Mình có bị che lấp hoặc là bị phủ màn xương bởi những cái việc khác không? Có phải do mình tiêu cực quá? Có phải do mình sợ hãi ghen tuông quá? Mình đánh giá ta sai không? Mình có bao giờ mình thực sự yên lặng, mình tĩnh lặng, mình hỏi người đó những câu hỏi thực sự là nhẹ nhàng để cho mối quan hệ của cả hai phát triển hơn hay không? Theo mình thấy, ở đây cái việc buông bỏ là ở bạn chứ không phải ở họ. Bản thân các bạn chưa tìm hiểu kỹ, có thể các bạn bị mù mờ trong mối quan hệ. Đây là lúc các bạn nên nhìn nhận lại thì mối quan hệ một lần nữa để giúp cho các bạn có khả năng kết nối lại với người này. Mình không nói là buông bỏ sẽ tốt không tốt, bởi vì lá bài này nó muốn các bạn phải có một tầng nhận thức sâu hơn về bản thân của mình. Nói tóm lại là các bạn phải để cho mọi sự việc diễn ra mà không can dự gì hết. Hãy bình tâm, hãy thụ động đi, chờ đợi trong nhẫn nại. Cái gì đến nó sẽ đến, đón nhận tất cả những gì nó có thể xảy ra. Bản thân các bạn đừng nên chống đối. Bây giờ cái năng lượng làm mình năng lượng mình phát triển bản thân, năng lượng mình mở mắt cho những điều chưa biết, tìm những cái điều che kín. Bản thân các bạn nên chấp nhận sự tồn tại của cái xấu và đẩy lùi nó ra. Thực sự bạn sẽ có trực giác của lá bài này giúp cho các bạn biết là mình phải làm gì. Và chiều nay sẽ lập trải bài là họ muốn gửi gì đến các bạn và thông điệp của vũ trụ. Các bạn nhớ đón xem ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong trải bài chiều nay.